Rồi ok mọi người ha, thì cũng có rất là nhiều anh em chúng ta chưa quen về những cái thuật ngữ trong cá rồng. Thì trong clip này em sẽ chia sẻ về những cái thuật ngữ ha mọi người ha. Sẽ làm một cái series về những cái thuật ngữ của những cái từ mà mọi người hay gọi ở để chỉ những cái đặc điểm của cá rồng. Thì trong clip này đầu tiên em sẽ chia sẻ với mọi người chúng ta về ba tít, tức là đột biến về màu trên vảy của cá mọi người ha. Đây, ở đây em có một con ba tít. Đây. Thì cái ba tít nó xuất hiện ở tất cả các loại dòng cá rồng luôn. Ba tít tức là cái chỗ cái mang nè. Đầu tiên là xuất hiện ở chỗ cái mang. Là cái mang con cá nó sẽ có lên cái rằng y như là đó. Mọi người chúng ta nhìn kỹ sát vào cái mang ha, nó sẽ có cái rằng. Đó, rồi sẽ xuất hiện trên tất cả những cái bẫy phía sau luôn. Nó lên rằng theo kiểu da rắn, người ta gọi là ba tít. Đó, ở dòng thanh long người ta cũng có thể cũng gọi là nami. Đó. Ngân long cũng có nè, rồi hồng long, thanh long, quá bối hay huyết long đều có cái loại này hết, ba tít. Tức là cái mang và cái phần vảy nó lên rằng. Đó thì những con này người ta gọi là ba tít mọi người ha. Nhưng mà chủ yếu là cái mang nha. Nếu như cái phần đuôi á, phần vảy bên hông á mà nó có mà cái phần mang nó không có thì cũng không thể gọi là ba tít được nha. Đó, nếu mà đối với những con huyết á, thì khi nó lên màu á thì cái phần vảy bên hông nó vẫn lên bông, nhưng mà cái mang nó không có bông thì nó cũng không gọi là ba tít được anh em ha. Đó, ba tít hay là nami là nó đó, là vẫn là một ha. Rồi tiếp theo cái thuật ngữ là mọi người hay nghe nói là belly, tức là ở cái lòng vảy con cá nó xuất hiện những cái chấm màu sô cô la mọi người nha. Thì đầu tiên nó sẽ xuất hiện ở phần bụng ha. Đó, giữa cái lòng vảy nó có cái màu sô cô la. Đó, beo là bụng đó mọi người. Đó, beo là bụng. Thì những con mà belly nó sẽ xuất hiện ở bụng trước, rồi sau đó nó sẽ lan lên tất cả những cái vảy ở trên. Thì màu nó ở trên, nó vảy nó vẫn lên bình thường. Đối với belly này thì cũng có rất là nhiều dòng. Ngân long cũng có belly nè, rồi hai bách cũng có belly nè, quá bố cũng có belly, và huyết long cũng có belly luôn. Ngân long albino cũng có belly luôn, tức là vừa đột biến albino mà vừa đột biến thêm một cái nữa là belly. Belly là gọi chung của cái bụng con cá, là nó sẽ có cái chấm màu sô cô la. Đó, gọi là belly ha. Rồi, thì nó là một dạng đột biến về màu vảy ha mọi người ha. Đó, thì tất cả các dòng đều có belly hết, nó cũng giống như là ba tít vậy đó. Đó. Đây là có một con này, nhưng mà con này thì đang để hồ đen, cho nên là mọi người chúng ta nhìn thấy cái bụng nó không có được rõ lắm. Nhưng mà nếu mà để hồ trắng á, nó sẽ phát triển cái bụng, nhìn thấy nó rõ hơn, mình nhìn thấy nó rõ ràng hơn về cái belly ha. Đó, nó khác với kiểu này nha. Kiểu này là cái dạng cái vảy con cá nó còn non. Đó, nó có cái phần mà sậm phía sau cái đuôi á, cái gần đuôi á, những cái vảy gần đuôi nó sẽ sậm, thì cái đó nó khác nha. Đây là cái này là chưa lên màu nha. Đó, nó sẽ có những cái này, nhưng mà ở dưới bụng nó không có nè. Mọi người thấy không, cái bụng nó rất là trắng, thì cái này là không phải là belly. Cái này chẳng qua là cái vảy nó chưa lên màu thôi. Hoặc là những con bối mà anh em chúng ta, con huyết mà anh em chúng ta nuôi trong phòng đen lâu á, thì cái phần lòng vảy á, nó cũng sậm. Đó, thì cái này không phải là belly. Đó, đây là con huyết bình thường, không phải là belly nha. Belly là cái lòng vảy nó có màu sô cô la, và đầu tiên nó chỗ là chỗ phần bụng trước. Đó, rồi sau nó sẽ lan hết khắp cái vảy, và có những con cá nó belly luôn cái nang đuôi luôn, cái nang càng là đều ra cái màu sô cô la hết, thì đó mà là belly ha mọi người ha. Rồi, rồi tiếp theo là cái thuật ngữ về blue bay. Blue bay thì nó thường người ta hay gọi về cái biểu hiện của cái dòng bối, đó là bối blue bay. Thì thay vì mọi người chúng ta thấy nè, cái phòng này rất là nhiều bối hai bách, nó là màu vàng chủ đạo ha mọi người ha. Dòng kim long thì nó là màu vàng đó, nhưng mà có một số con nó cũng vàng như vậy, nhưng mà cái lòng vảy nó có cái màu xanh tím đó. Đây, mà thường mọi người chúng ta thấy con cá nó quay ngang á, thì ánh sáng chiếu trực tiếp vào cái vảy chúng ta mới nhìn thấy nó dễ hơn, nó phản chiếu cái ánh sáng lại chúng ta dễ nhìn hơn. Đây đó, mọi người thấy không, viền vảy nó vẫn là màu vàng, má nó vẫn là màu vàng. Đó, bụng các thứ đuôi càng nó vẫn là màu vàng chủ đạo của dòng kim long đó, nhưng mà lòng vảy nó có ánh màu xanh màu tím. Con này thì riêng là màu tím nè, blue là xanh đó, nhưng mà thực tế có nhiều con nó không phải xanh mà nó là tím đó.
Thì cái này á nó từ gọi chung là blue bay, nhưng mà có nhiều con là lên tím nè ha, có nhiều con này lên tím, rồi có nhiều con lên màu xanh dương, nó có màu xanh dương và có cái màu xanh lá cây nữa. À, con này cũng có một con này, con này nó cũng có blue bay, nhưng mà cái blue bay nó vừa thôi, nó không có nhiều như con kia đó. Như con này, nếu anh em chúng ta, nếu mà chúng ta sở hữu được con cá có cái lồng tím này rồi á, thì chúng ta đem về chúng ta bỏ vào phông xanh nha. Đối với những con bói xịn nó bỏ được nha anh em. Nè, con này là bói là full chai đuôi nè, anh em thấy không? Đó là con bói xịn này, anh em có thể nuôi trong phông đen phông xanh, không bao giờ mất chai đuôi đó, bói xịn mới được nha. Còn một bói mà bói bói lởm là nếu mà nó phông xanh nó ra con này. Con này là con hai bát nha. Nè anh em thấy không, chai đuôi nó lấm tấm, cái này không phải là chai đuôi đâu, cái này là những cái vảy nó sáng lên thôi, không phải là chai đuôi nha. Chai đuôi là như phải như vậy nè, đó vậy mới là chai đuôi nha anh em. Thì những con này anh em mới nuôi phông xanh phông đen được nè, còn mấy con này nuôi phông đen phông xanh là tụt tè le học me luôn đó. Đó là do cách mình nuôi nha. Ở đây cũng có một con nữa nè, con này cũng tím nè đó. Có một số con nó có lồng vảy màu xanh lá cây, màu xanh lá cây thì đa số là nó hiếm hơn đó. Nè con này tím nè, con này cũng full chai đuôi nè, anh em có thể nuôi phông đen phông xanh tùy thích đó. Nuôi phông đen phông xanh nó sẽ vàng đậm lên và cái lồng vảy nó sẽ đậm lên luôn, nói chung là nguyên con cá nó sậm màu lên. Và khi mà nuôi phông đen lâu ngày thì cái viền vảy nó càng ngày càng mỏng mỏng đi và sẽ rất là đẹp luôn. Nhưng mà chấp nhận là con cá nó sẽ không có leo lưng thêm, không leo đầu thêm nha. Cái đó là mình phải hiểu về đặc tính, mình chăm nó thì nó sẽ theo cái ý của mình mong muốn đó. Mình làm không đúng thì nó sẽ không có theo ý mình muốn đâu đó. Blue Bay thì cũng có rất là nhiều dạng, như con này là con Malagon này, nhưng mà con này cũng có màu tím luôn đó. Mỗi dòng nó đều có cái dòng Blue Bay này hết, ngay cả huyết long cũng có một số con nó có cái màu xanh ở cái lồng vảy rất đẹp, dù viền vảy nó là màu đỏ. À, con này tím, nhưng mà con này tím nhạt thôi, tại vì do con này là nuôi phông trắng rất là lâu rồi, cho nên là nó không phát triển đậm được cái mập Blue Bay. Blue Bay á, đậm thì chúng ta muốn phát triển đậm chúng ta cho nó vào phông xanh phông đen nó sẽ đậm lên. Còn nếu mà chúng ta không thích cái dạng Blue Bay đó thì đem con Blue Bay nó nuôi trong phông trắng, hoặc là đem phơm, cái màu tím màu xanh nó sẽ lặn bớt từ 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 luôn đó. Đó là mình hiểu được đặc tính con cá, mình sẽ chăm con cá theo đúng cái sự phát triển của nó, theo đúng cái ý muốn của mình mọi người ha. Đó, Blue Bay là như vậy. Rồi tiếp theo là cái thuật ngữ về ITL. Anh em hay nói là lưng con này là ITL, lưng con kia là ITL, hay là di teo lông, là tiếng Trung á mọi người ha. Di teo lông là thuật ngữ chỉ trên lưng con cá nó có nguyên một cái hàng vảy thẳng tắp từ đầu đến đuôi, một cái đường thẳng như vậy, nó không bị chia cắt bởi hai cái hàng đầu tiên của hàng năm, nó thường nó sẽ chập qua. Đó là những con bình thường này nó sẽ không có được liền mạch từ trên xuống dưới, từ trên cái đầu, từ đầu đến lưng thì rất là ít có ha, tức là vài ngàn con nó chỉ có một vài con là có di tai lông thôi. Thì đối với cái này là do quan điểm của người Trung, người Hoa, người ta rất là thích di tai lông, có nghĩa là phát triển một đường thẳng đó, phát triển tới luôn, không có bị cái gì cắt qua cắt lại hết, đó là sự phát triển thẳng tắp tới luôn. Thì đó là một cái quan niệm về phong thủy mọi người ha. Thì cái cá rồng này là cũng là cái môn chơi phong thủy mà được người Hoa rất là thích, người Trung rất là thích đó. Ngay cả cái bull hit hay là các pha phu cũng vậy, tức là pha phu này á, người Hoa người Trung người ta gọi là phúc long. Phúc long tức là nó có cái đầu lõm xuống á, để hứng tiền đó. Thì lý do tại sao con pha phu á giá trị nó cao là vì thứ nhất là nó đột biến, đột biến mà đột biến đẹp. Cái thứ hai là nó lõm xuống đó, là nó như là cái hứng tiền đó, hứng tiền mọi người ha. Đó có một số người Hoa lại thích con cá bị dương môi, là kiểu người ta nghĩ là nó là hứng tiền, nhưng mà số ít thôi nha. Sau này thì người ta thấy con cá nó không có đẹp, cho nên là người ta không có, giá trị nó không cao. Còn những con nè phúc long nè, đó là những con cá hứng tiền. Rồi một cái nữa là lưng vảy thẳng, mà trong clip này nói về khái niệm là lưng vảy thẳng một đường tới là di teo long, tức là nhức điều long mọi người ha. Đó những con cá nó cũng rất là ít có, tuy là nó nhìn, mình nhìn cảm quan bên ngoài mình nhìn vô thì mình thấy nó không có gì đặc biệt hết á, nhưng mà nếu mà con cá nó, khi nó lớn rồi đó, nó phát triển màu vảy nó lên đẹp hết rồi, nhìn từ trên xuống cực kỳ đẹp đó. Nếu mà chơi tới đó thì nó đi sâu hơn về phong thủy con cá, cái đầu đẹp con cá ha. Tức là cá vừa đuôi gàng vừa màu mè về chuẩn chỉ đẹp hết rồi, mà lưng nó một hàng vảy nó thì tuyệt vời luôn. Đó là kiểu là
9 điểm 75 rồi cộng thêm 25 nữa là 10 đó. À, nhưng mà cũng không dễ có, tại vì mấy ngàn con em thấy rất nhiều khi nhập một cái lô cá về mấy trăm con không có con nào luôn đó. Nhiều khi lâu lâu về mới có được con đó. Bình thường thì người bình thường sẽ không để ý cái vấn đề này, không quan trọng đâu, nhưng mà một số người có một số khách lâu lâu lại tìm những con cá giống như vậy đó. Ok anh em ha.